cái người mà 70 tuổi đúng không, không có tranh đua với cái người đó mà 25 tuổi được, không cách nào hết trơn á, thấy không? Như á, anh á làm hơn tụi em được á là tại vì á là anh có kinh nghiệm, là anh phải dựa vào kinh nghiệm của anh. Còn á như tụi em mà so sánh anh á với cái thằng Tài á, không, cái anh Tài mà 25 tuổi đó, không, không cách nào á mình so sánh được hết trơn á. Không, không có cái chỗ nào đó mà cái anh Tài mà 52 tuổi đó mà hơn cái anh Tài đó 25 tuổi được hết trơn á. Không có chỗ nào đó, chỉ có cái là kinh nghiệm làm tiền thôi. Ngoài cái đó không, không có gì á, bất thịt phong, không có mạnh hơn được. Chạy nhanh không, không có chạy nhanh hơn cái đứa 25 tuổi được. Không, không, không có gì chứ. Bởi ngay cái thời điểm á mà mình có cái chất nam tính á trong những giới mình á mà nó mạnh nhất á, thì lúc đó á mình phải làm cái chuyện lớn á mà mình muốn làm cho cuộc đời mình á, cái chuyện gì mình muốn học, cái chuyện gì mà mình muốn phát triển đó không, là mình phải làm ngay lúc đó. Tại vì á sau lúc đó rồi đó không, là mình sẽ mất cái lợi thế rất là lớn. Ok, như là lúc mà tụi em còn nghèo đó, xong tụi em sống dưới quê hay là tụi em sống trong ổ chuột đó không, mà mình nghèo đó không, thì ngay cái thời điểm đó không, cái tuổi 15 tới 25 đó không, là cái tuổi đó là mình á có trí nhớ, cái trí nhớ đó mạnh nhất, cái thông minh đó mạnh nhất, cái mà hiểu biết đó mau nhất, cái gì cũng mau, hay hơn, nhanh hơn, tốt hơn hết trơn á. Thì ngay lúc đó mà mình nằm võng, xong mình nhậu hoài tối ngày đó, xong mình châm rượu vô cái thân thể của mình đó để cho nó hư đọt mình hết trơn đó không, cái đó anh không có khuyên tụi em làm cái vấn đề đó. Tại vì cái đó mình sẽ mắc cái câu hỏi rất là lớn, đã gia đình mình không có tiền, gia đình mình không có quyền, gia đình mình không có chức, gia đình mình không có lợi thế gì chăng đó, mà xong mình á chỉ có một cái lợi thế mình có đó không, là cái uy tín của mình, cái miệng mồm của mình, xong rồi chứng giái mình á nó sản xuất ra cái nam tính đó không, mà mạnh nhất, nhiều nhất, mà xong lúc đó đó mình phí cái thời gian nó hết trơn đó không, nó rất là uổng cuộc đời của mình, nó rất là uổng. Ok, như anh tụi em á mà nghĩ anh á là ăn khá liền bây giờ đó không, tôi nghĩ là phải hồi đó anh 25 tuổi đi mà anh không ở ngoài trong tù hết 14 năm đi, từ 18 tuổi tới 32 tuổi đó, thấy không, là anh ngồi trong hộp hết trơn rồi. Bởi vì là tụi em á mà nói rằng là mong rằng là một ngày đó tụi em làm những nhân tài đó không, anh nghe vậy anh rất là buồn, anh không có mừng lúc mà em nghe vậy. Mấy cái thằng mà nó giấu nghề đó, hay là mấy cái thằng nó có cái tôi lớn đó, mấy cái thằng là nó muốn là đạp trên đầu của tụi em á, thì nó nghe vậy đó, mấy học sinh của nó nói nhiều thì nó sẽ mừng, anh nó không mừng cái vấn đề đó. Tại vì là tụi em làm ngay cái tuổi trẻ đó mà tụi em mạnh dạn nhất, là trí óc đó sáng sủa nhất, nhớ dễ nhất, học mau nhất. Rồi xong rồi đó là tụi em bắt đầu sống với anh, mà tới lúc mà tụi em 44 tuổi đó mà tụi em mới làm được chỉ có 25 tỷ như anh đó không, thì đó là em là dân thất bại chứ không phải là dân thành công. Tụi em phải làm hơn anh, tụi em phải làm hơn anh nhiều, tụi em phải nhìn lại đó không, là anh Tài, anh Tài đó cái năm đầu tiên mà anh Tài làm được 1 triệu đô la đúng không, là 44 tuổi phải không, 26 tuổi đó em đã làm được rồi. Thì cái đó đó anh nghe gì đó nó mới đã ngứa lo tai, anh muốn á là nghe cho nó đã ngứa lo tai chứ không phải nó đã ngứa cái tôi của anh. Như tụi em mà nghe anh, tụi em nói là mong lần sau này đó làm bằng anh Tài đó không, cái đó đúng không, nó chỉ rút cái tôi thôi, nó không có đã ngứa lo tai. Anh muốn là nghe đã ngứa tai không, mà em nói rằng là hey anh Tài, nhờ anh Tài chia sẻ công thức đầu tư tiền mã hóa của anh Tài đó không, anh Tài 44 tuổi anh Tài mới làm được đó không, bây giờ mới có 27-28 tuổi em làm được. Ê, anh Tài đó 44 tuổi anh Tài mới nghỉ hưu, bỏ việc làm xong nghỉ hưu được đó không, 27 tuổi em mới nghỉ hưu được rồi. Cái đó đó anh em mình đi ăn mừng, cái đó đó mình ăn mừng, đúng không? Ở Việt Nam mình á nó có cái văn hóa giấu nghề, xong nó có văn hóa đó không, điệt mẹ mày á, mày học sinh của tao, mày á, tao là thầy á, mày làm sao mày hơn tao được, thấy không, đúng không, đúng không, đúng không? Ok, anh không muốn làm gì, tại vì á cái dấu hiệu á mà cái người thầy tốt đó không, là lúc mà cái đứa học sinh á nó làm vượt qua ông thầy được, cái đó mới là thầy giỏi. Còn cái thầy á mà làm á dạy suốt đời nó mà không có đứa học sinh nào hơn nữa chân, phải không, cái đó là chuyện vô lý. Em biết á là cái ông gì đó, cái ông Gracie đó, ổng là chỉ có ổng đó là được cái cấp mà cái dịp võ mà jiu jitsu đó, là cái tên đó tên gì
cái tiếng Việt Nam mình nói võ jiu jitsu á, lưu đạo hả, lưu đạo hả, võ mà nhà đúng không? Là judo, không không phải judo, nó giống giống như judo vậy đó. Nghĩa là như thế hình như anh nhớ không, có thể là anh sai lầm nha. Chỉ có một người á có cái dây đệm màu đỏ nè, thì ở tụi em chỉ gõ trên mạng thôi không, cái người nào mà có cái dây đệm màu đỏ đó, đó là cái mức cao nhất đó. Ok, là không phải dây đệm màu đen không, mà phải thêm mới 9 mức nữa mới tới cái khi mức màu đỏ đó không. Mà tại sao á mà chỉ có ổng á mới có cái mức màu đỏ gì, tại sao chỉ có ông sư phụ đó mới có là cái mức màu đỏ, cái dây đệm màu đỏ? Tôi nói nơi đây ông giấu bài hả, ông giấu bài, ông giấu, giấu bài hả, giấu hả, ông che giấu hả, ông giấu nghề hả, giấu nghề, giấu nghề. Em sai lầm 1000%. Cái lý do mà ổng có, chỉ có ổng á có dây đệm màu đỏ cái mức độ cao như đó là tại vì á trong nguyên cái lịch sử của mà cái mà võ mà jiu jitsu đúng không, là chỉ có ổng á mới sản xuất ra nhiều á mấy thằng á mà dây đệm màu đen. Và chứng minh là gì, là ổng là cái người thầy á rất là giỏi á, ổng mới sản xuất ra được á, huấn luyện được á nhiều thằng giỏi như vậy. Thì đó là cái lý do đó, không có ai mà dám mà đòi hỏi cái dây đệm màu đỏ chứ hả, là cái cộng đồng nữa không, nó gom lại đó, xong nó tặng trọng á, nó chấp nhận á, ổng là cái người thầy giỏi nhất. Em hiểu cái ý nói không? Hiểu anh. Là trong cái thế giới người đàn ông mạnh mẽ đó, phải không, là cái người á mà sản xuất ra được nhiều đứa học sinh á mà nó thành công đó, cái người đó mới là người thầy giỏi. Còn người thầy giỏi không đó không, có đó ai, mình làm người thầy đó, mình không có dạy được cái đứa học sinh mà nó thành công đó không, thì làm sao mình nói là mình là người thầy được hả? Không, nhưng có mấy đứa học sinh nó kêu anh bằng thầy đó, đứng kêu bằng thầy mẹ chứ đó, khi nào tụi em làm thành công đi rồi sau đó kêu anh bằng thầy, còn mấy em chưa làm lại tiếng kêu anh bằng thầy làm gì? Thì ra ví dụ nếu anh cài trên cài dạy cô gái, xong mình được em dùng cái cài dạy để em có vợ có con thì cũng có thể gọi anh cài bằng thầy được. À, đúng rồi, trong cái lưng được đó thì được. Trong cái lưng được cô gái thì được, trong cái lưng được cô gái thì được. Ok. Còn tôi hiểu không, là mình giấu nghề đó. Em muốn là tụi em á, là nói rằng là sau này á, trong tương lai á, tụi em bằng anh. Anh muốn là tụi nói tụi em hơn anh, hay anh Tài. Bây giờ đó, anh Tài dạy anh công thức này không? Bây giờ em phát triển đó, còn hay hơn cái công thức của anh Tài nữa không? Lại đây để em dạy cho anh Tài mà mình mà chia sẻ với anh Tài. Đó, mẹ anh còn mừng hống nữa. Anh còn mừng hống nữa. Tao nghiên cứu gì vậy mẹ? Hồi đó anh đó, không có giỏi toán đó, anh chậm chạc quá. Em có bằng cấp đại học đầy mình hết trơn á, bông đâu em nghiên cứu được gì đâu. Ok. Thì hiểu không? Chứ mà mình giấu gì đó bông, mà cái chuyện tào lao. Cho anh đó là cái chuyện tào lao. Ok.